Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 29 tháng 12 năm 2023 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, phía Bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, phía Nam nhiều mây, có mưa, khu vực Nam Trung Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.